iPad Pro M4 đã ra. Vậy thì những con như iPad Pro M1 có đáng để sử dụng hay không? Đầu tiên là về mức giá thì đương nhiên rồi, nó khoảng tầm hơn 10 triệu thôi, khoảng 13, 14 triệu thì các bạn sở hữu được một con chip M1 cực kỳ mạnh mẽ trong tầm giá này rồi. Cái thứ hai, các bạn sẽ có một chiếc iPad với kích thước là 11 inch, tần số quét 120Hz và tấm nền của nó đương nhiên IPS LCD chứ không được OLED như con M4. Về hiệu năng của con chip M1 nó vẫn rất mạnh rồi, nó có thể đáp ứng cho các bạn từ đồ họa, chơi game, mọi thứ, coi phim, trải nghiệm trên chiếc iPad này phải nói là rất tuyệt vời. Chẳng qua khác biệt ở đây là camera selfie vẫn được đặt dọc chứ không được đặt ngang giống như iPad Pro M4. Và viên pin của chiếc iPad này là hơn 7000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Type-C là 18W. Những anh em nào đang sử dụng cốc sạc 20W của iPhone có thể sạc được luôn cho em iPad này, nên chúng ta sẽ đỡ đi một phần là mua phụ kiện cho chiếc iPad này ha. Còn về trải nghiệm loa mọi thứ thì nó không thua kém bất kỳ một con pad Android nào trong cùng phân khúc giá. Và điều đặc biệt hơn là Apple nó cũng sẽ bảo mật tốt hơn so với là Android. Ok, nên là những anh em học sinh, sinh viên nào đang cần một chiếc iPad để giải trí, để phục vụ cho công tác gọi là đồ họa của mình thì có thể mua ngay chiếc iPad Pro M1 trên tay của mình nhé. Và mua ở đâu? Phải Long Store, đường link để phía bên dưới nhé.